lên ngóc này nè. Rồi. Lên phía học chưa? Anh bị gì? Dạ, để em bị thôi gì? Em bị một thang, em bị trượt té. Té sao? Té lưng đập xuống. Rồi đi chỗ nào? Nói gai đôi cuộc sống. Gai đôi? Cái gai là phải lâu à? Cái gai á thì mình làm thì nó sẽ không hết được cái gai đâu. Không, như cái xương cụt á, nó cái đuôi ngựa nó cụt lại á. À, thì em có chỉ cho vợ em thì nó đẩy ba hết rồi. Kinh vậy á, chỉ cho vợ đẩy nó được luôn kia hả? Chỉ cho mấy làm với mấy người á thì nó đẩy vào được. Thì nhưng mà còn cái này nó không kéo không làm được thì nó không làm. Rồi, bây giờ có đang đau không? Đau. Cái gai á, cái việc hiểu nè, mình làm cho nó giãn á. Thật ra mình ngồi lâu, mình làm việc nó cũng sẽ bị lại á. Giống như mới nãy tôi nói á, thì cái này á, nó phải có thời gian. Thứ nhất á, là mình phải học cái cách mà ăn uống rồi cách bơm máu vô trong cho lại đi cơ nó nâng lên, nó ăn chung với thằng đó thôi, nó sống chung với lũ. Cái kế đến là phải có cái đai nó nâng lên để đừng đâm nữa. Mấy cái gai nó cứ đâm giữa cái viền kính đau lắm. Thì giờ đang đau thì làm có thể đỡ được ngay. Nhưng mà cái này phải làm lâu lắm chứ không có lần một lần hai đâu. Mà được cái gì nè, người ta đang đau, người ta khó chịu, người ta giúp được liền. Giờ có đang đau đầu em đi dưới xe bệnh. Ông này cũng đang nghiên cứu với mất ông. Các chị biết là chỉ mình muốn thành chuyên gia dễ lắm, mình bị bệnh nào mình thành chuyên gia bệnh đó. Bây giờ ông biết tới xe 7, ông biết tới lưng. Còn ở dưới cái gai nằm ngay đâu? Lộ 4 lần hả? Các chị biết tại sao suốt ngày cái lộ 4 lần hả? Ngay cuối giường đó. Tại vì nó là ngay khớp nóng. Thật ra lúc mình ngồi lâu, mình cứ nghiêng, nó cứ nghe lộ 4 lần hả? Hai thằng đó nó bị hoài luôn, là 4 là 5 như là 5x1. Rồi. Cái này làm sơ sơ thì nghe. Còn trong lớp còn nhiều chiêu lắm. Rồi. Rồi, giữ lắm. Ừ. Hấp. Ba cái thì là sâu vô. Nghiêng lại. Rồi, bên tay. Bữa sau nó quần nó đỡ chặt chút xíu nha. Căng quá. Nghiêng người, thẳng người luôn. Đúng rồi. Lọc lại. Đúng rồi, giữ lại vô luôn. Là gì hết nó là bục thôi hả? Ở đó mà thổ nghe chưa, đúng nghe chưa đó không? Vô được bên kia. Bên đây hả mọi người? Khoan. Ngồi. Rồi, không chân. Để hai tay gì? Ở lần. Rồi, ok. Điểm nha. Chậm hai chậm lại. Để xuống. Khép lại. Chậm lại. Chậm lại. Rồi, ok. Vào khớp, cảm ơn.